fan muốn lật thuyền khi Bảo Ngọc tiết lộ Thanh Thức đã có bạn gái lâu năm. Ngọc nghĩ chắc là chị không nghe đâu. Anh ở bên cạnh em ít quá em tiếc. Thôi thì ngoài đời mình sẽ gần nhau đi để cho thôi tiếc. Ghen ra mặt khi có người ngồi cạnh vợ. Nữ diễn viên lên tiếng làm rõ tin đồn hẹn hò. Anh Thanh Thức là một người rất là giàu tình cảm, ai anh cũng quan tâm chứ không riêng gì Ngọc. Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức là hai diễn viên được khán giả tích cực ship sau khi tham gia Lật Mặt 6. Khi đi quảng bá phim, cả hai liên tục có những cử chỉ vô cùng thân mật. Có vẻ Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức hợp gu nói chuyện nên có thể tám mọi lúc mọi nơi. Nam diễn viên còn chủ động ôm eo, khoác vai và chăm sóc người tình mà không có sự ngại ngùng nào. Thế nên, dân tình nghi vấn cả hai đang hẹn hò sau thời gian dài được tích cực đẩy thuyền. Bên cạnh đó, fan còn bắt gặp Diệp Bảo Ngọc và Thanh Thức hẹn hò riêng. Theo đó, mạng xã hội rộ lên đoạn clip cô nàng bước lên xe của một người đàn ông. Mặc dù nhân vật đưa đón nữ diễn viên được đeo kính đen nhưng dân tình nhận ra được đó chính là Thanh Thức. Sau khi mọi người bàn tán về đoạn clip này, ngay lập tức ekip của nữ diễn viên đã nhanh chóng trả lời. Hồi chiều là đi chụp hình nha mọi người. Bên cạnh đó, Diệp Bảo Ngọc cũng lên tiếng đính chính. Lúc chiều là đoàn phim không đủ xe nên tôi phải đi ké xe anh Thức mà kẹt xe nên tới trễ. Hai người đi đâu mà tới trễ vậy? Kẹt xe, em bị kẹt xe. Phải kẹt xe không á trời? Kẹt xe thiệt không? Nghi lắm nha. Không chỉ thể hiện tình cảm trước khán giả, Thanh Thức còn ghen ra mặt khi Diệp Bảo Ngọc ngồi cạnh với diễn viên Trần Kim Hải. Cụ thể, khi trông thấy một người chưa có chỗ ngồi, cô nàng lịch sự mời bạn diễn ngồi cùng mình. Lúc này, Thanh Thức tỏ ra giận dỗi, chen vào chỗ vợ ngồi. Bên cạnh đó, Thanh Thức còn công khai quan tâm Diệp Bảo Ngọc trước mặt con trai của nữ diễn viên. Dù đang được bé Kít nhìn thấy, nhưng anh vẫn tiếp tục chăm sóc cho cô nàng. Ở khoảnh khắc khác, Thanh Thức cũng vui vẻ thân thiết với bé Kít khiến dân tình chú ý. Đáp lại những lần tình tứ của Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc cũng nhiều lần có hành động tình cảm như nắm tay, nhìn nhau cười và lấy thức ăn cho đối phương. Chỉ qua những khoảnh khắc này cũng khiến khán giả không khỏi thích thú. Khi được đẩy thuyền với Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc cũng lên tiếng trả lời. Đây là phim thứ tư, thứ năm mà tôi đóng vai vợ của anh Thức rồi. Tại sao bây giờ mọi người mới đẩy thuyền? Thật ra, tôi và anh Thức đã tham gia chung với nhau rất nhiều phim. Hai anh em kết hợp khá ăn ý. Vì đã đóng chung nhiều lần nên giữa chúng tôi không có khoảng cách nữa nên tôi và anh ấy diễn rất nhanh chóng nhập vai. Có lẽ vì vậy, mọi người nghĩ chúng tôi diễn như thật nên mới đẩy thuyền. Mặc dù được cho là phim giả tình thật nhưng người trong cuộc cũng có những hành động ngọt ngào, tình bể bình. Thế nhưng về phía Diệp Bảo Ngọc đã cho biết cả hai chỉ là đồng nghiệp, còn Thanh Thức chưa nói gì. Người hâm mộ cũng hy vọng cả hai sẽ thành đôi ở ngoài đời thực. Còn bạn có chia sẻ gì hãy để lại cho Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.